Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em. Quay trở lại với bài giảng của thầy ngày hôm nay thì trước hết chúng ta cùng nhắc lại nội dung của bài số 1. Chúng ta đi tìm hiểu về các hàm số lượng giác sin x này, cos x này, tan x và cotan x đúng không nào? Vậy thì ở bài số 2 chúng ta sẽ đi nghiên cứu một cách kỹ hơn, đó chính là giải các phương trình lượng giác cơ bản sẽ như thế nào. Thì các em thấy rằng ở bài 1 chúng ta nghiên cứu khá là nhiều về lý thuyết đúng không nào? Thì còn ở nội dung của bài số 2 chúng ta sẽ thiên về nhiều hơn là các dạng bài tập và các phương trình lượng giác cơ bản. Vậy thì ở đây các em thấy rằng ngay ở trong tên của đề bài đó chính là phương trình lượng giác. Vậy thì chúng ta sẽ có một câu hỏi là phương trình lượng giác sẽ là gì? À, vậy chúng ta cùng nhắc lại về phương trình nhé. Phương trình này là một mệnh đề có dạng, một mệnh đề chứa biến có dạng là fx bằng gx đúng không nào? Vậy thì nếu như trong phương trình này mà có sự xuất hiện của các hàm số lượng giác mà buổi trước chúng ta học như là sin x, cos x, tan x hay là cotan x, vậy thì khi đó phương trình của chúng ta sẽ được gọi là phương trình lượng giác, được chưa nào? Vậy thì để mở đầu cho phần định nghĩa của ngày hôm nay, định nghĩa phương trình lượng giác là gì? Thì thầy có một ví dụ sau. Em cùng xem nhé. Tìm một giá trị của x để sao cho 2 lần sin x trừ đi 1 bằng 0. Thì chúng ta cùng xem là có giá trị nào của x để sao cho 2 lần sin x trừ đi 1 bằng 0 nhé. Các em cùng xem này. Thầy sẽ đơn giản phương trình này một chút. Chúng ta sẽ được là 2 lần sin x sẽ bằng 1 đúng không nào? Thầy đưa trừ 1 sang về bên tay phải, chúng ta sẽ được kết quả là dương 1 đúng không nào? Thế còn ở đây chúng ta sẽ được tương đương với, xin lỗi thầy, ở đây có, đây là dấu tương đương đúng không nào? Thầy ký hiệu đây là phương trình số 1 nhé. Và chúng ta được là phương trình số 1 tương đương với 2 lần sin x bằng 1 này. Tiếp tục tương đương với điều gì? Sin x của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2 đúng không nào? À, vậy các em nhớ rằng là trong bảng giá trị lượng giác đặc biệt hay các em có thể sử dụng máy tính để tính, chúng ta có sin của góc 30 độ hay sin của pi trên 6 thì bằng 1 phần 2 đúng không nào? Vậy thì ở đây ta có này, sin của 30 độ thì bằng 1 phần 2. Do đó ta nói x bằng 30 độ là nghiệm của phương trình, là nghiệm của phương trình 1. Là nghiệm của phương trình số 1. Vậy thì liệu rằng một phương trình lượng giác có chỉ có duy nhất một nghiệm như chúng ta đã trình bày hay không? Vậy thì các em cùng xem định nghĩa của phương trình lượng giác là gì nhé. Tương tự như ví dụ vừa rồi, chúng ta có thể nói đó là một phương trình lượng giác đúng không nào? Thì ở đây thầy có thêm một vài ví dụ để các em có thể hình dung ra phương trình lượng giác là gì nhá. Ví dụ như là sin x này cộng với cos x bằng 1, hay là tan của 2x cộng với cos của x cộng với pi trên 3 bằng 3, sin của x cộng với 30 độ bằng -1. Thì các em có thể thấy các ví dụ ở trên bảng của thầy đều là các phương trình lượng giác. Các em có thể thấy này, nó khá là giống với phương trình bình thường đúng không nào? Chẳng qua là nó có sự xuất hiện của các hàm số lượng giác ở đây. Do đó, đây đều được gọi là các phương trình lượng giác. Và khi nhắc đến một phương trình bất kỳ nào đó, chúng ta đều phải nói đến nghiệm của phương trình đó là gì và làm thế nào để tìm được nghiệm của phương trình đó, đúng không nào? Vậy thì bây giờ các em cùng nhìn xem. View một ví dụ trước đó thầy đã trình bày là chúng ta đã tìm ra được một nghiệm của phương trình 2 sin x trừ đi 1 bằng 0, đúng không nào? Vậy thì ở đây, việc giải ra các phương trình lượng giác như thế này sẽ có những phương trình khá là phức tạp, có những phương trình sẽ đơn giản. Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ đi tìm hiểu những nội dung liên quan đến phương trình lượng giác cơ bản mà nó bao gồm như sau. Các phương trình lượng giác cơ bản mà chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là sin x bằng a, cos x bằng a, tan x bằng a hay cotan x bằng a. Với a này là một hằng số nào đó. À, vậy thì các em có thể thấy rằng việc giải phương trình này hay tìm nghiệm của phương trình lượng giác đó chính là tìm ra các giá trị của x đúng không nào? Với các giá trị của x của chúng ta có thể là cung này, hoặc là góc,
và đơn vị có thể là radian hoặc là độ, đúng không nào? Như ở trong ví dụ đầu tiên thầy trình bày, chúng ta tìm ra x bằng 30 độ, hoặc chúng ta có thể nói x bằng pi trên 6 là nghiệm của phương trình. Nội dung đầu tiên cho bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương trình có dạng là sin x bằng a. Đây chính là một trong số 4 phương trình lượng giác cơ bản mà thầy vừa đề cập, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cùng xem phương trình sin x bằng a này sẽ có nghiệm là bằng gì nhé. Vậy thì trước hết thầy có một câu hỏi như sau, các em cùng nhìn này. Tìm giá trị của x để sin x là bằng 2. À, vậy tức là bây giờ chúng ta phải tìm ra với một giá trị x là bằng số đo của một cung hoặc là một góc nào đó mà thu được kết quả sin x bằng 2, đúng không nào? À, vậy thì các em hãy nhớ lại nội dung của buổi trước chúng ta học là gì nhỉ? Chúng ta học là sin x của chúng ta chỉ có tập giá trị nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi, đúng không nào? Hay thầy có thể viết vì trị tuyệt đối của sin x nhỏ hơn hoặc bằng 1, do đó phương trình sin x bằng 2 của chúng ta là vô nghiệm, đúng không nào? Bởi vì sẽ không có giá trị nào của x để sin x của chúng ta được kết quả là bằng 2. Và tổng quát lên, các em có thể thấy rằng là gì nhỉ? Do tập giá trị của sin x nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1, thế nên phương trình sin x bằng a của chúng ta chỉ có nghiệm khi mà a của chúng ta nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Do đó chúng ta sẽ xét trường hợp như sau. Xét trường hợp trị tuyệt đối của a nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy thì trong trường hợp này, các em cùng xem nhé. Trị tuyệt đối của a nhỏ hơn bằng 1 thì phương trình sin x bằng a sẽ có những nghiệm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Vậy thì trước hết thầy sẽ xét trên trục sin này. Các em nhớ rằng trục sin của chúng ta là trục thẳng đứng nhé. Trên trục sin thầy sẽ lấy một điểm K sao cho độ dài của đoạn thẳng OK chính bằng a mà chúng ta đang xét, đúng không nào? Thì các em có thể thấy rằng là với góc nào nằm trên đường tròn hay số đo của cung nào nằm trên đường tròn thì chiếu lên trục sin sẽ được kết quả là OK nhỉ? Vậy chúng ta cần phải làm một bước như sau. Đó chính là từ K sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với trục sin. Thầy đang kẻ một đường thẳng này, vuông góc với trục sin, cắt trục gì nhỉ? Cắt đường tròn đơn vị của chúng ta tại điểm M và điểm M phẩy, đúng không nào? Khi đó chúng ta sẽ có số đo của cung AM và số đo cung AM phẩy là tất cả các nghiệm của phương trình số 1. Tại sao lại như vậy? Các em cùng xem nhé. Số đo của cung AM này, thì các em có thể thấy rằng số đo của cung AM này khi chiếu lên trục sin chính bằng đoạn OK chính bằng A, đúng không nào? Do đó chúng ta sẽ có sin của số đo của cung AM thì bằng A. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có số đo của cung AM phẩy khi chiếu lên trên trục sin, chúng ta cũng được là, đây các em cùng nhìn này, điểm M phẩy mà chiếu lên trục sin chưa, thì chúng ta được đó chính là bằng A, đúng không nào? Do đó chúng ta cũng có sin của số đo của cung AM phẩy thì được kết quả bằng A như ở phương trình 1 của chúng ta, đúng không nào? Vậy thì nếu như chúng ta viết là sin này số đo của cung AM và sin số đo của cung AM phẩy thì sẽ khá là dài dòng, đúng không nào? Vậy thì thầy sẽ gọi alpha là số đo bằng radian của cung AM nhé. Khi đó chúng ta sẽ có này, số đo của cung AM sẽ bằng alpha cộng với K2pi. Các em để ý rằng này, số đo của cung AM không phải chỉ duy nhất bằng alpha đâu nhé. Mà các em để ý rằng số đo của cung AM có thể đến từ A này, đến M này, rồi tiếp tục quay thêm một vòng tròn nữa, thì chúng ta sẽ có số đo của cung AM có thể bằng alpha cộng với 2pi, đúng không nào? Và nếu như tiếp tục quay thêm một vòng nữa thì chúng ta sẽ được là số đo của cung AM bằng alpha cộng với 4pi. Vậy tổng quát lên thầy sẽ có là số đo của cung AM, cả lớp lưu ý này, ở đây thầy quên mất không sử dụng ký hiệu cung nhé, số đo của cung AM thì bằng alpha cộng với K2pi. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là số đo của cung AM phẩy bằng bao nhiêu? Thì các em để ý này, vì chúng ta vẽ MM phẩy vuông góc với trục sin, hay nói cách khác là gì, MM phẩy của chúng ta là song song với trục cốt, đúng không nào?
Do đó chúng ta sẽ có số đo của cung AM chính bằng số đo của cung BM phẩy. Hay là cách khác chúng ta có đoạn này, số đo của cung này cũng bằng alpha, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có số đo của cung AM phẩy sẽ bằng gì nhỉ? À các em để ý này, số đo của cung AB thì chính bằng pi, đúng không nào? Nếu như chúng ta lấy pi mà trừ đi alpha thì chúng ta sẽ được số đo của cung AM phẩy. Và tương tự như số đo của cung AM, chúng ta sẽ được số đo của cung AM phẩy thì bằng pi trừ đi alpha cộng với K2pi. Thì các em có thể thấy rằng đây chính là hai nghiệm của phương trình 1 sin x bằng alpha. Thầy xin lỗi, không phải là hai nghiệm mà là rất nhiều nghiệm, đúng không nào? Với mỗi một giá trị k là một số nguyên thì chúng ta sẽ được đây là một nghiệm của phương trình số 1. Vậy thì chúng ta cùng tổng kết lại phần phân tích vừa rồi. Chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình sin x bằng a sẽ có hai dạng là như sau. Đó chính là x sẽ bằng alpha cộng với K2pi, hoặc là x sẽ bằng pi trừ đi alpha cộng với K2pi. Với alpha của chúng ta ở đây, các em lưu ý rằng alpha là số đo của cung, số đo bằng radian của cung AM và pi trừ đi alpha chính là số đo bằng radian của cung AM phẩy, đúng không nào? Khi đó chúng ta sẽ có đây là nghiệm của phương trình sin x bằng a. Vậy thì các em có thể thấy rằng là thông qua phần thầy vừa trình bày, để tìm được nghiệm của phương trình sin x bằng a thì chúng ta cần phải vẽ đường tròn và tìm ra các góc sao cho sin của số đo của các cung đó được giá trị bằng a, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cũng có thể đưa cái số a này trở thành sin của một góc alpha nào đó. Khi đó chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình như sau. Phương trình sin x mà bằng sin của alpha, tức là gì nhỉ? Chúng ta đang biến alpha trở thành sin của một góc nào đó với alpha là một số cho trước. Ví dụ như thế nào nhỉ? Ví dụ a của chúng ta mà là 1/2 thì chúng ta có thể đưa về là sin của pi trên 6, đúng không nào? Hoặc ví dụ như a của chúng ta mà bằng căn 2/2 thì chúng ta có thể đưa về thành sin của pi trên 4. Khi đó phương trình sin x bằng sin của alpha với alpha là một số cho trước, khi đó nghiệm của phương trình này sẽ bằng gì nhỉ? Sin bằng sin này thì chúng ta sẽ cho hai giá trị bên trong là bằng nhau. Chúng ta sẽ cho x bằng với alpha. Nhưng không phải chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng với alpha đâu nhé, mà chúng ta cần phải cộng thêm, đó chính là k nhân với 2pi. Ở đây 2pi là chu kỳ của hàm số sin, đúng không nào? Tương tự như vậy sẽ có một dạng nghiệm, đó chính là x bằng pi trừ đi alpha cộng với k2pi. Các em nhớ rằng nhé, sin của chúng ta, phương trình có hàm số sin sẽ có hai nghiệm là x bằng alpha cộng k2pi hoặc là x bằng pi trừ đi alpha cộng với k2pi, được chưa nào? Vậy tổng quát lên, nếu như không phải ở đây là x và ở đây mà là alpha thì chúng ta ví dụ như chúng ta sẽ có sin của fx là một biểu thức của x này bằng sin của gx là một biểu thức của gx, thì chúng ta cũng có fx bằng gx cộng với k2pi hoặc là fx bằng pi trừ đi gx cộng với k2pi, được chưa nào? Tổng quát lên chúng ta thấy này, cứ sin mà bằng sin thì chúng ta sẽ cho các giá trị bên trong của sin bằng nhau và x bằng pi trừ đi alpha nhé. Các em lưu ý này, chúng ta rất hay quên đi nghiệm này, được chưa nào? Và để các em có thể nhớ thì chúng ta sẽ nhớ về cái câu mà chúng ta đã học ở công thức của chương trình thi lớp 10. Đó chính là gì nhỉ? Sin thì bù. Sin bù tức là pi trừ đi alpha này, đúng chưa nào? Thì ở đây các em thấy rằng alpha của chúng ta ở đây có số đo bằng đơn vị là radian. Vậy thì nếu như trong trường hợp là góc của chúng ta giá trị ở đây là độ thì chúng ta cũng có như vậy thôi. Chúng ta sẽ có là x sin x này mà bằng sin của beta độ sẽ có nghiệm là x bằng beta độ cộng với k nhân với 360 độ, hoặc là x sẽ bằng 180 độ trừ đi beta độ cộng với k 360. Thì các em thấy rằng cái phần nội lưu ý ở đây, lưu ý thứ hai và lưu ý đầu tiên hoàn toàn là không khác nhau. Chỉ rằng là nếu như lưu ý đầu tiên chúng ta sử dụng toàn bộ là radian
Thì lưu ý thứ hai này, chúng ta sử dụng toàn bộ là đơn vị độ. Các em lưu ý rằng chúng ta không được phép sử dụng nghiệm của phương trình vừa độ vừa radian nhé. Ví dụ như nếu như đây mà là beta độ thì không thể nào mà dùng là cộng với K2π được, mà chúng ta phải là cộng với K360. Và các em nhớ rằng phương trình sin của chúng ta thì là gì nhỉ? Sin đối, do đó sẽ có hai dạng là gì? X bằng beta độ cộng với 360, hoặc là x bằng bù, đúng không nào? Tức là 180 độ trừ đi beta độ cộng với K360. Vậy thì thông qua hai phần phân tích vừa rồi, chúng ta cùng xem ví dụ nó sẽ như thế nào nhé. Ví dụ 1 này, các em cùng theo dõi. Ở đây của thầy là gì? Hãy giải các phương trình sau với từng ý này. Ý A, sin x bằng 0. Chúng ta cùng xem giải phương trình này như thế nào nhé. Giải. Vậy thì các em có thể thấy rằng cái nội dung này chúng ta đã tìm hiểu ở trong phần bài 1 đúng không nào? Thì chúng ta có tìm điều kiện của hàm số cotan, tức là sin x phải khác 0. Vậy thì ở đây thầy sẽ phân tích kỹ hơn là tại sao sin x khác 0 chúng ta lại có được góc x phải khác kpi nhé. Sin x bằng 0. Vậy thì ở đây đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng đường tròn để giải phương trình này. Thầy sẽ vẽ một đường tròn sang phía bên này. Các em có thể vẽ nhanh đường tròn này ra nháp thôi. Được chưa nào? Trên đó chúng ta cũng điền trục sin và trục cốt. Thì ở đây chúng ta chỉ cần trục sin thôi. Vậy nên thầy chỉ điền lên trên đây là sin thôi. Được chưa nào? Các em thấy rằng sin x bằng 0, tức này trường hợp A của chúng ta là bằng 0 đúng không nào? Giá trị O này. Các em thấy rằng A của chúng ta bằng 0, tức là điểm K và điểm O trình trùng với nhau ngay chính tại điểm này đúng không nào? Bước thứ hai, tại điểm này chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin. Thì các em thấy rằng tại điểm này này, kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin thì chúng ta sẽ được cắt đường tròn tại hai điểm, là hai điểm này đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có sin x bằng 0 thì tương đương với x của chúng ta sẽ bằng, các em thấy này, giá trị này là góc bao nhiêu nhỉ? Là góc 0 đúng không nào? Thầy sẽ biết là 0, nhưng mà phải cộng với K2pi nữa nhé. Các em lưu ý, x sẽ bằng 0 cộng với K2pi, được chưa nào? Còn đây là trường hợp thứ hai, đó chính là x của chúng ta có thể bằng gì đây? Bằng pi trừ đi 0 đúng không nào? Chính là phần nội dung chúng ta vừa phân tích. X sẽ bằng pi trừ đi 0 cộng với K2pi. Thầy sẽ rút gọn phương trình này lại một chút để các em sẽ nhìn nhé. Chúng ta sẽ bỏ đi cái phần 0 này đúng không nào? Tương đương chúng ta sẽ được là x sẽ bằng K2pi, hoặc là x sẽ bằng pi cộng với K2pi. Nhưng mà ở đây các em lưu ý này, hai nghiệm này của chúng ta khá là đặc biệt. Hai dạng nghiệm này khá là đặc biệt, các em có thể thấy này. Nghiệm đầu tiên và nghiệm thứ hai là cách đều nhau một khoảng là pi đúng không nào? Các em thấy này. Nghiệm đầu tiên này, một khoảng pi là ra nghiệm thứ hai. Rồi nghiệm thứ hai, một khoảng pi lại ra nghiệm thứ ba. Nghiệm thứ ba này, thêm một khoảng pi nữa lại ra nghiệm thứ tư đúng không nào? Tức là chúng ta có hai nghiệm này cách đều nhau một khoảng là pi, do đó thầy có thể gộp hai nghiệm này và chúng ta có thể viết thành tương đương với việc x của chúng ta bằng, thầy sẽ lấy giá trị đầu tiên nhé, đó chính là giá trị 0, 0 cộng với kpi, hoặc là thầy có thể viết x sẽ bằng kpi. Và các em lưu ý này, chúng ta thường quên mất cái phần nội dung này, đó chính là k của chúng ta phải là các số nguyên, được chưa nào? K ở đây phải thuộc z. Vậy thì cuối cùng chúng ta đã có được nghiệm của phương trình sin x bằng 0 chính bằng x bằng kpi, đúng không nào? Vậy thì các em có thể thấy rằng là các em đã hiểu là vì sao ở buổi trước chúng ta có sin x mà khác 0 thì x phải khác kpi chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có một câu kết luận này. Vậy x bằng kpi là nghiệm, thầy viết tắt từ nghiệm nhé, của phương trình, thầy ký hiệu đây là phương trình số 1 đi, nghiệm của phương trình số 1.
các em đã hiểu là làm thế nào để chúng ta có thể giải một phương trình lượng giác cơ bản chưa nhỉ? Thầy sẽ nhắc lại nhé. Chúng ta có thể sử dụng đường tròn. Trước hết chúng ta cần trên trục sin này, chúng ta sẽ lấy một đoạn thẳng sao cho nó chính bằng giá trị A của từng bài. Thì ở đây, đoạn thẳng của chúng ta bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin tại chính điểm đó. Cắt đường tròn tại đâu? Đấy, tại hai điểm này đúng không nào? Thì đây chính là hai nghiệm của phương trình. Các em lưu ý nhé. Và tất nhiên là hai nghiệm đó này, chúng ta cần phải cộng thêm với K2pi, cộng thêm với K2pi, tức là chu kỳ của hàm số sin. Sau đó nếu như nghiệm của phương trình đấy có thể gộp lại với nhau thì chúng ta gộp lại, còn nếu như không thì các em hãy để nguyên như vậy nhé. Tương tự này, chúng ta cùng xem ý B sẽ giải như thế nào nhé. Các em cùng theo dõi. Ý B của chúng ta, thầy sẽ ký hiệu phương trình này là phương trình số 2 đi. Sin x của chúng ta mà bằng 1/2. Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như ý A. Trước hết thầy cần vẽ một đường tròn đơn vị ra nháp đúng không nào? Chúng ta sẽ có như sau. Và trên đây các em lưu ý nhé, chúng ta cần phải kẻ hai trục này, trục sin và trục cos. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần trục sin thôi, là bởi vì chúng ta đã giải phương trình sin x bằng 1/2. Thì các em cùng phải lấy là gì nhỉ? Một điểm K sao cho đoạn thẳng OK chính bằng 1/2. Thì thấy ở đây, đây chính là điểm K của thầy này, bằng 1/2, đúng không nào? Thì các em thấy rằng nếu như kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin ở đây, chúng ta sẽ được hai điểm, một điểm này, hai điểm này. Thì hai điểm này có giá trị bằng bao nhiêu? Các em cùng xem nhé. Chúng ta sẽ có là gì? À, sin x của chúng ta sẽ bằng 1/2, với giá trị 1/2 này sẽ tương ứng với góc bằng bao nhiêu nhỉ? Là góc bằng π/6 đúng không nào? Tại vì chúng ta có sin của π/6 thì bằng 1/2 mà. Do đó thầy có thể viết như sau. Sin của x bằng sin của π/6. À, vậy nó giống như cái phần lưu ý đầu tiên của chúng ta, lưu ý 1, đó chính là nếu như sin x mà bằng sin của alpha, đúng không nào? Thì ở đây nhá, nếu như có bạn nào mà quên mất rằng là 1/2 thì tương ứng với sin của góc bao nhiêu, hoặc là sin của cung có số đo bằng bao nhiêu, thì các em có thể sử dụng máy tính và bấm shift này, sin 1/2, thì chúng ta sẽ cho ra được kết quả là π/6 hoặc là 30 độ. Thì các em lưu ý rằng nếu như chúng ta đã theo radian thì phải viết toàn bộ là radian. Còn nếu như các em đã viết là độ thì chúng ta phải viết tất cả đều là độ nhé. Thì ở đây thầy đang viết theo radian. Chúng ta có sin x mà bằng sin của π/6 thì tương đương với sin bằng sin, tức là hai phần bên trong là bằng nhau, x bằng π/6. Các em lưu ý rằng x bằng π/6 là chưa đủ nhé. Chúng ta cần phải viết thêm cộng với K2pi, tức là chu kỳ của hàm số sin. Và các em nhớ rằng sin của chúng ta lại bù nữa, đúng không nào? Vậy nên chúng ta sẽ có nghiệm, dạng nghiệm thứ hai, đó chính là x bằng pi trừ đi π/6. Đây chính là sin bù này. Pi trừ đi π/6 thì có phải là góc còn lại bù với góc trên, đúng không nào? Cộng với K2pi. Và cuối cùng thầy sẽ rút gọn lại một chút, chúng ta được là x bằng π/6 cộng với K2pi. Và dạng nghiệm thứ hai đó chính là pi mà trừ đi π/6 thì chúng ta được kết quả là 5π/6, đúng không nào? 5π/6 cộng với K2pi. Đến đây các em lưu ý rằng chúng ta cần phải có một nội dung này nhé. Đó chính là K của chúng ta phải thuộc tập số nguyên. Nếu như thiếu mất cái phần này thì các em có thể sẽ bị trừ điểm trong bài kiểm tra đấy. Vậy thì ở đây chúng ta đã có được hai nghiệm của phương trình sin x. Thầy xin lỗi, hai dạng nghiệm của phương trình sin x bằng 1/2, đúng không nào? Thì các em thấy rằng hai dạng nghiệm này không hề cách đều nhau, do đó chúng ta không thể gộp lại được. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ có một kết luận như sau. Thầy sẽ kết luận xong về bên này nhé. Vậy nghiệm của phương trình số 2, phương trình 2 là hoặc x, thầy xin lỗi, chúng ta sẽ không sử dụng ký hiệu hoặc ở đây,
chúng ta sẽ viết là x bằng pi trên 6 cộng với k2pi và x bằng, thầy sẽ viết xuống dưới nhé, và x của chúng ta là bằng 5pi trên 6 cộng với k2pi với k là số nguyên. Các em lưu ý này, chúng ta tuyệt đối không được kênh điều kiện là k của chúng ta là các số nguyên nhé. Vậy thì chúng ta đã giải xong ý B. Chúng ta cùng xem tương tự với ý C nhé. Chúng ta sẽ giải phương trình này. Thầy sẽ ký hiệu phương trình ở ý C là phương trình số 3. Chúng ta có này, sin x của chúng ta lúc này đang là bằng 1 đúng không nào? Vậy thì tương tự như hai ví dụ vừa rồi, thầy cần trên đây là một đường tròn đơn vị đúng không nào? Và trên đó chúng ta cần trục sin và trục cos. Trên đây thì chỉ điền lên trục sin thôi nhé. Sin của chúng ta bằng 1, tức là thầy cần một đoạn thẳng OK bằng 1 đúng không nào? Thì ở đây chính là điểm K của chúng ta. Bước thứ hai, chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin tại điểm K này. Thì các em thấy rằng nếu như kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin tại điểm K thì nó chỉ cắt đường tròn tại đúng cái điểm này thôi. Đúng không nào? Thì các em thấy rằng điểm này của chúng ta có số đo góc bằng bao nhiêu nhỉ? À, chúng ta có thể có là gì? Điểm này của chúng ta có số đo góc bằng pi trên 2 đúng không nào? Về đây chúng ta sẽ có này, sin x mà bằng 1 tương đương với x của chúng ta sẽ bằng pi trên 2 cộng với k2pi. Thì các em có thể thấy rằng phương trình này, phương trình sin x bằng 1 của chúng ta khá là đặc biệt, là bởi vì nó chỉ có duy nhất một nghiệm, một dạng nghiệm, đó chính là x bằng pi trên 2 cộng với k2pi thôi. Và tất nhiên ở đây chúng ta cũng cần phải mở ngoặc, k của chúng ta là các số nguyên. Do đó chúng ta sẽ có kết luận này. Vậy nghiệm của phương trình số 3 là x bằng pi trên 2 cộng với k2pi với k của chúng ta là các số nguyên. Tương tự như vậy, chúng ta cùng xem đối với ý D luôn nhé. Thầy sẽ trình bày ý D sang phía bên này này. Các em cùng theo dõi. Ý D của chúng ta là sin x bằng trừ 1. Sin x bằng trừ 1, tức là trên trục sin chúng ta cũng cần phải lấy một điểm K sao cho đoạn thẳng OK của chúng ta bằng trừ 1 đúng không nào? Tức là đây chính là điểm K của chúng ta có giá trị bằng trừ 1 đúng không nào? Và cũng bước 2 như vậy, chúng ta sẽ gì nhỉ? Tại điểm K kẻ một đường thẳng vuông góc với trục sin. Các em cùng nhìn này. Đường thẳng vuông góc với trục sin này chỉ cắt với trục sin tại duy nhất một điểm. Đó chính là điểm có số đo bằng bao nhiêu đây? Từ đây đến đây chính là trừ pi trên 2 đúng không nào? Do đó chúng ta sẽ có này, sin x mà bằng trừ 1 tương đương với x của chúng ta chỉ có duy nhất một nghiệm, đó chính là trừ pi trên 2 thôi. Và các em đừng quên là chúng ta cần phải viết là cộng với k nhân với 2pi ở đây. Và cuối cùng đó chính là điều kiện k của chúng ta là các số nguyên. Được chưa nào? Vậy thì đây chúng ta có thể có một kết luận là gì nhỉ? Vậy nghiệm của phương trình số 4, thầy chưa ký hiệu phương trình này là phương trình số 4 rồi. Nghiệm của phương trình số 4 là x bằng trừ pi trên 2 cộng với k2pi, và nhớ rằng k của chúng ta là các số nguyên, không được quên mất điều kiện này đâu. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta cùng nhìn lại các ý A, B, C và D này. Thì các em thấy rằng chỉ có duy nhất ý B của chúng ta là phương trình này có hai dạng nghiệm thôi. Còn trường hợp ở ý A, ý C, ý D của chúng ta thì phương trình lượng giác sin x bằng A chúng ta có một dạng nghiệm duy nhất đúng không nào? Từ ví dụ 1 vừa rồi chúng ta sẽ có thể rút ra một lưu ý như sau. Đó chính là một vài trường hợp đặc biệt này. Nếu như A mà bằng 1 thì phương trình sin x bằng 1 chỉ có duy nhất một dạng nghiệm, đó chính là x bằng pi trên 2 cộng với k2pi với k thuộc z. Trong trường hợp A bằng trừ 1, phương trình sin x bằng trừ 1 sẽ có nghiệm là x
bằng trừ pi trên 2 cộng với k 2 pi với k thuộc z. Và trường hợp cuối cùng đó chính là a chúng ta bằng 0 này, thì phương trình sin x bằng 0 có nghiệm là x bằng k pi với k là các số nguyên. Thì các em lưu ý rằng với ba trường hợp như thế này, a bằng 1, a bằng trừ 1 và a bằng 0, thì phương trình của chúng ta sin x bằng a của chúng ta chỉ có một dạng nghiệm thôi nhé. Và các em để ý rằng này, cái phương trình sin x bằng 0 ấy thì dạng nghiệm của nó là x bằng k pi nhé. Còn các trường hợp khác đều là k2pi. Lưu ý kỹ cho thầy phần nội dung này. Chúng ta sẽ tiếp tục để luyện tập với ví dụ thứ hai, các em cùng theo dõi này. Giải các phương trình sau, ý A, ý B, ý C và ý A, ý B, ý C. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng giải từng phương trình này nhé. Đối với ý A, các em cùng xem này. Sin x bằng căn 3 trên 2. Bây giờ chúng ta có thể không nhất thiết vẽ đường tròn ra, bởi vì bây giờ chúng ta cũng có thể đưa cái giá trị 3 phần 2, căn 3 phần 2 này thành sin của một góc nào đó hoặc một cung nào đó. Các em cùng xem nhé. Thì trong theo như bảng giá trị lượng giác đặc biệt đúng không nào? Sin của 60 độ, thầy xin lỗi, đúng ạ, sin của 60 độ thì bằng căn 3 trên 2 đúng không nào? Còn nếu như bạn nào không chắc thì chúng ta có thể bấm máy tính. Bấm máy tính như sau. Chúng ta sẽ bấm phím shift ở trên máy tính này. Cộng với chữ sin. Và sau đó chúng ta sẽ bấm 3 phần 2. Thầy xin lỗi, căn 3 phần 2 vào đó. Và chúng ta sẽ thu được một kết quả ra là giá trị của góc hoặc là của cung tùy theo chế độ mà các em để nhé. Thì phần nội dung này thầy đã dạy ở trong bài 1 rồi. Chúng ta cùng xem này. Tương đương với sin x bằng sin của, ví dụ ở đây thầy sẽ sử dụng đơn vị là radian nhé. Chúng ta sẽ có sin x bằng pi trên 3. Được chưa nào? Vậy thì tương tự như vậy chúng ta sẽ được là gì nhỉ? Khi cho sin bằng sin tức là x phải bằng pi trên 3 đúng không nào? Chúng ta sẽ có x bằng pi trên 3. Các em lưu ý riêng này, pi trên 3 nhưng mà phải là cộng với k2pi nhé. Và nghiệm thứ hai, dạng nghiệm thứ hai đó chính là không phải chỉ mỗi là pi trên 3 đâu, chúng ta còn có là gì nhỉ? Sin thì bù mà, vậy nên chúng ta sẽ lấy pi trừ đi pi trên 3 cộng với k2pi. Cả lớp lưu ý này, các em tuyệt đối không được quên mất cái phần này nhé. Cộng với k2pi là bởi vì phương trình lượng giác của chúng ta thì có vô số nghiệm mà. Ở đây chúng ta chỉ viết ra hai dạng nghiệm của nó thôi. Tương tự như vậy này, chúng ta sẽ được tương đương với điều gì? Tiếp tục, phương trình sẽ tương đương. Chúng ta sẽ rút gọn nghiệm này lại một chút. X của chúng ta thì vẫn bằng pi trên 3 cộng với k2pi. Còn nghiệm còn lại thì chính bằng pi trừ đi pi trên 3. Chúng ta được kết quả là 2pi trên 3 cộng với k2pi. Và cuối cùng cả lớp lưu ý này, k của chúng ta phải là các số nguyên nhé. Lưu ý kỹ cho thầy cái phần điều kiện này, k của chúng ta là các số nguyên. Khi đó chúng ta đã giải thành công được phương trình ở ý A đúng không nào? Thì các em có thể thấy rằng là chúng ta không cần sử dụng với đường tròn ở đây, mà chúng ta có thể sử dụng bảng giá trị lượng giác đặc biệt hoặc là sử dụng máy tính để xem giá trị A này tương ứng với góc sin, tương ứng với giá trị sin của góc bao nhiêu độ hoặc là sin của số đo có cung bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ có kết luận nghiệm của phương trình này. Vậy nghiệm của phương trình, thầy sẽ ký hiệu phương trình ở ý A là phương trình 1 nhé. Chúng ta sẽ có đây, nghiệm của phương trình 1 là x bằng pi trên 3 cộng với k2pi, x bằng 2pi trên 3 cộng với k2pi. Và tất nhiên đó chính là k của chúng ta là các số nguyên. Tương tự các em cùng xem đối với ý B nhé. Ý B của chúng ta này, thầy sẽ ký hiệu phương trình này là phương trình số 2 để lát nữa chúng ta sẽ kết luận cho nó ngắn gọn. Ở ý B chúng ta có đây là phương trình sin x bằng 1/4. Nếu như ở đây các em có thể thấy rằng 1/4 của chúng ta không phải là một giá trị nằm trong bảng giá trị lượng giác đặc biệt đúng không nào? Hoặc là nếu như chúng ta bấm máy tính, chúng ta sẽ bấm này, shift
bấm phím Shift, Scene của 1/4, lúc này là 1/4 đúng không nào? 1/4 thì chúng ta sẽ được kết quả là góc 14,47 độ hoặc là radian sẽ là một số khá là xấu đúng không nào? Thì liệu rằng là chúng ta có thể viết là sin của góc 14,74 độ hay không? Chúng ta sẽ không viết như vậy nhá. Chúng ta sẽ có này. Lúc này chúng ta sẽ có được nghiệm của phương trình sin x bằng 1/4 chính bằng x bằng này. Chúng ta sẽ không viết là góc 14,74 hay là góc radian là những số xấu như vậy. Chúng ta sẽ viết x bằng arc. Chúng ta sẽ đọc đây là arc sin của 1/4. Thì đây chính là giá trị góc đầu tiên. X sẽ bằng, thầy đọc lại này. Cái này chúng ta sẽ đọc là arc sin 1/4 cộng với, vẫn là cộng với K2pi nhá. Hoặc là dạng nghiệm thứ hai đó chính là bằng pi trừ đi y nguyên cái này, đó chính là pi trừ đi arc sin của 1/4 arc nhá, của 1/4 cộng với K2pi. Thì đây chúng ta được, đây là hai dạng nghiệm của phương trình sin x bằng 1/4. Thì ở đây các em lưu ý này, chúng ta sẽ có một lưu ý như sau. Lưu ý, nếu như a không phải là các giá trị đặc biệt, không phải các giá trị mà chúng ta đã học ở trong bảng giá trị lượng giác đặc biệt đúng không nào? Không phải các giá trị đặc biệt thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ viết, lúc này chúng ta sẽ viết x sẽ bằng arc. X sẽ bằng phương trình này, vẫn là phương trình sin x bằng a, được chưa nào? Chúng ta đang tổng quát lại phương trình sin x bằng a. X sẽ bằng arc. A đây đang không phải là giá trị lượng giác đặc biệt đúng không nào? X sẽ bằng arc sin của góc a này cộng với k2pi, hoặc là x sẽ bằng pi trừ đi arc sin, mà chúng ta sẽ đọc là arc sin nhé, cộng với k2pi. Và cuối cùng cả lớp lưu ý cho thầy là chúng ta phải viết thêm điều kiện k của chúng ta phải thuộc z nữa. Bên này cũng vậy, k của chúng ta là các số nguyên. Thì các em có thể giúp thầy viết phần kết luận này. Vậy nghiệm của phương trình số 2 chính bằng x bằng arc sin của 1/4 cộng với k2pi và x bằng pi trừ đi arc sin của 1/4 cộng với k2pi với k thuộc vào z. Các em cùng xem ở phương trình ở IC này. Thì phương trình ở IC hơi khác so với các phương trình trước. Nó cho là sin của x cộng với góc 30 độ bằng trừ căn 2 trên 2. Thì các em thấy rằng ngay phương trình đây người ta đã sử dụng đơn vị là độ rồi. Do đó chúng ta cũng phải sử dụng đơn vị là độ giống như ở đề bài. Chúng ta có IC sin, thầy sẽ ký hiệu đây là phương trình số 3 nhá. Sin của x cộng với 30 độ bằng trừ căn 2 trên 2 sẽ tương đương với gì? Chúng ta cần phải xem góc nào thì tính ra được bằng trừ sin của góc nào thì tính ra được bằng trừ căn 2 trên 2. Chúng ta cũng bấm Shift sin của trừ căn 2 trên 2, hoặc là các em có thể sử dụng đường tròn đơn vị để tìm ra góc nhé. Chúng ta sẽ có này, sin của x cộng với 30 độ mà bằng, nếu như sử dụng máy tính hoặc đường tròn đơn vị, chúng ta sẽ được kết quả đây chính là sin của góc trừ 45 độ. Được chưa nào? Các em lưu ý rằng ở bên này là góc 30 độ, vậy nên ở đây thầy không thể viết là trừ pi trên 4, mà thầy buộc phải viết đây là sin của trừ 45 độ nhé. Các em lưu ý này, đề bài đã sử dụng đơn vị là độ thì chúng ta cũng phải sử dụng đơn vị như vậy. Còn nếu như đề bài không sử dụng cụ thể là đơn vị gì thì các em thích sử dụng độ hay radian đều được.
Tương đương ở đây chúng ta sẽ có này. X, các em thấy rằng là sin của một biểu thức bằng một biểu thức thì chúng ta sẽ có hai biểu thức đó là bằng nhau đúng không nào? X cộng với 30 độ sẽ phải bằng trừ 45 độ cộng với K nhân với 360. Đừng bạn nào viết quen tay là thành K2pi nhé. Và nghiệm thứ hai, cả lớp lưu ý, x cộng với 30 độ sẽ bằng không phải là pi trừ đi mà phải là 180 độ trừ đi nhé. Cả lớp lưu ý này, 180 độ trừ đi góc trừ 45. Và cuối cùng vẫn là cộng với K 360 độ. Được chưa nào? Thì ở đây thầy sẽ rút gọn phương trình này lại và chúng ta sẽ tìm được cụ thể x bằng bao nhiêu nhé. Các em cùng nhìn này, tương đương với, nếu như thầy chuyển 30 độ sang về bên này thì chúng ta sẽ được là trừ 45 trừ đi 30 thì được kết quả là trừ 75 độ đúng không nào? Cộng với K 360 độ. Hoặc là x của chúng ta sẽ bằng 180 độ mà trừ đi trừ 45 độ, tức là 180 độ cộng với 45 độ đúng không nào? Thì sẽ bằng 225 độ mà trừ đi đưa 30 sang đây thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? 225 độ mà trừ đi 30 độ thì chúng ta sẽ được kết quả là 195 độ. Các em có thể sử dụng máy tính nếu như cảm thấy khó khăn ở đây nhá. Chúng ta có này, 180 cộng với 45 trừ đi 30 thì chúng ta được kết quả là 195 độ. Và cuối cùng đó chính là cộng với K 360. Thì lưu ý cho thầy, K của chúng ta phải là các số nguyên. Được thế nào? Các em nhớ viết điều kiện vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ kết luận. Vậy nghiệm của phương trình số 3 là chúng ta có này, x bằng trừ 75 độ cộng với K 360 và x sẽ bằng 195 độ cộng với K 360. Với K, nhớ này, kết luận vẫn phải viết là với K là số nguyên. Vậy thì ở đây, ở ý C là khác các ý trước, chúng ta phải sử dụng đơn vị là độ đúng không nào? Tương tự như phương trình sin x bằng A, chúng ta cùng xem đối với phương trình cos x bằng A thì sẽ có những trường hợp là gì và các dạng nghiệm của phương trình này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên này, cũng vẫn là câu hỏi đầu tiên. Đầu tiên của phương trình đó chúng ta có là gì nhỉ? Với giá trị nào của x thì cos x bằng trừ 2? Câu trả lời vẫn là vì cos x của chúng ta có giá trị từ trừ 1 đến 1 hay trị tuyệt đối của cos x nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì sẽ không có giá trị nào của x để cho cos x bằng trừ 2 đúng không nào? Chúng ta sẽ nói phương trình cos x bằng trừ 2 là vô nghiệm. Thế còn trong trường hợp ngược lại, đó chính là nếu như trị tuyệt đối của A lúc này bằng nhỏ hơn hoặc bằng 1, chúng ta sẽ làm y hệt như hàm sin, nhưng mà đây nó hơi khác một chút thôi. Đầu tiên trên đường tròn đơn vị này, và lúc này là trên trục cos là bởi vì chúng ta đang giải phương trình cos x bằng A. Chúng ta cũng sẽ lấy một điểm H sao cho độ dài của đoạn thẳng OH bằng A, và các em lưu ý rằng A của chúng ta đang nhỏ hơn hoặc bằng 1 nhé. Thì ở đây thầy lấy trường hợp này là A nhỏ hơn 1 này. Tiếp đó chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục cos. Chúng ta sẽ cắt đường tròn đơn vị tại hai điểm là M và N, M và M phẩy. Khi đó này, chúng ta sẽ nói số đo của các cung AM và các cung AM phẩy là nghiệm của phương trình cos x bằng A. Và chúng ta sẽ có như sau. Gọi alpha lúc này này, alpha là số đo của cung AM. Khi đó các em có thể thấy này, số đo của cung AM phẩy thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, số đo của cung AM phẩy thì chính bằng trừ alpha đúng không nào? Em thấy này, hai cái phần cung này đối xứng với nhau thông qua trục cos mà, đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, số đo của cung AM thì bằng alpha cộng với K2pi. Cái này thì không cần phải giải thích thêm đúng không nào? Còn số đo của cung AM phẩy thì xin lỗi, đây là AM phẩy nhá. Số đo của cung AM phẩy thì bằng trừ alpha cộng với K2pi. Thì các em có thể thấy rằng chúng ta có được nghiệm của phương trình cos x bằng alpha là gì rồi đúng không nào? Vậy thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình cos x bằng A đó là
x bằng alpha cộng với k2pi và x bằng trừ alpha cộng với k2pi. Thì các em thấy rằng alpha và trừ alpha của chúng ta là hai nghiệm đối nhau đúng không nào? Vậy nên chúng ta có thể nhớ nhanh là gì nhỉ? Cốt đối này. Tức là ngoài nghiệm x bằng alpha thì chúng ta cần phải có thêm một nghiệm, đó chính là x bằng bằng trừ alpha nữa. Và tất nhiên không thể thiếu đó chính là cộng với chu kỳ cộng với k2pi là chu kỳ của hàm số cốt đúng không nào? Vậy thì giống như hàm số sin x bằng a, chúng ta cũng có lưu ý như sau. Đó chính là phương trình cốt x mà nếu như hệ số a chúng ta đưa được về thành cốt của một góc alpha nào đó, khi đó chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình này là gì nhỉ? Cho cốt mà bằng cốt này thì sẽ cho phần góc bên trong, tức là cho x bằng alpha. X bằng alpha và tất nhiên đó chính là cộng với k2pi cộng thêm với chu kỳ đúng không nào? Và nghiệm dạng nghiệm thứ hai không thể thiếu đó chính là gì nhỉ? Cốt đối, vậy nên chúng ta sẽ có dạng nghiệm là x bằng trừ alpha cộng với k2pi với k của chúng ta là các số nguyên. Thì các em thấy rằng là gì nhỉ? Lưu ý này của chúng ta là lưu ý với đơn vị là radian. Thế còn nếu như đơn vị mà là góc là độ thì chúng ta sẽ có như thế nào? Đó chính là phương trình mà các em có thể đưa về là cốt x bằng cốt của góc beta độ. Thì nghiệm của phương trình sẽ là x bằng beta độ cộng với k 360 và x bằng trừ beta độ cộng với k 360. Hai lưu ý này thầy viết tách ra cho nhau là để các em có thể nhớ rằng nếu như đã sử dụng đơn vị là radian thì toàn bộ cái phần giải của phương trình đó các em phải sử dụng đơn vị là radian, còn nếu như đã sử dụng đơn vị độ thì các em phải sử dụng toàn bộ là đơn vị độ, được chưa nào? Và cuối cùng không được quên đó chính là k của chúng ta là các số nguyên. Vậy thì ở đây thầy cũng có một ví dụ sau, các em cùng xem nhé. Chúng ta cùng xem ví dụ số 3. Giải các phương trình sau với ý A, ý B, ý C và ý D. Các em cùng nhìn nhé, cùng theo dõi này. Đối với ý A, đó chính là phương trình cốt x của chúng ta bằng 0 đúng không nào? Các em có thể sử dụng đường tròn để dễ hình dung hơn. Chúng ta có đây là một đường tròn đơn vị này. Và lúc này kẻ hai chụp lên thì chúng ta cần chụp cốt thôi đúng không nào? Cốt x. Chụp cốt thì xin lỗi. Các em có thể thấy rằng là gì? Cốt x là bằng 0, tức là trên trục cốt chúng ta sẽ lấy một điểm H sao cho đoạn thẳng OH là bằng 0, tức là chính là điểm O của chúng ta đúng không nào? Bước thứ hai chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục cốt, đó chính là đường thẳng thẳng đứng này, cắt đường tròn tại hai điểm, chính là pi trên 2 và trừ pi trên 2 đúng không nào? Tương đương với x của chúng ta bằng pi trên 2 cộng với k2pi, hoặc là x bằng trừ pi trên 2 cộng với k2pi. Các em đã tìm ra được hai góc là pi trên 2, số đo của hai cung là pi trên 2 và trừ pi trên 2 đúng không nào? Thì các em lưu ý rằng chúng ta cần phải viết thêm vào, đó chính là cộng với một chu cộng thêm với chu kỳ của hàm số cốt chính là k2pi đúng không nào? Thì các em có thể thấy rằng nếu như thầy gộp hai dạng nghiệm của phương trình này lại cách đều nhau một khoảng là pi đúng không nào? Các em cùng nhìn nhá, từ pi trên 2 đến trừ pi trên 2 đến thầy xin lỗi, từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 một khoảng là pi đúng không nào? Từ pi trên 2 mà tiếp tục đến đây sẽ là 3 pi trên 2 cũng cách nhau một khoảng là pi. Do đó chúng ta có thể gộp hai nghiệm của phương trình này lại thành tương đương với, thầy sẽ lấy giá trị đầu tiên đó chính là pi trên 2. X sẽ bằng pi trên 2 cộng với kpi. Và tất nhiên về k của chúng ta là các số nguyên. Thì đến đây các em có thể thấy rằng là gì nhỉ? Đây chính là điều kiện của hàm số tan x đúng không nào? Và bây giờ các em đã có thể hiểu là tại sao với điều kiện của tan x thì x cần phải khác pi trên 2 cộng với kpi. Vậy thì đây chúng ta đã giải xong phương trình cốt x bằng 0 dựa vào hình vẽ đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có một kết luận như sau. Vậy nghiệm của phương trình, thầy sẽ ký hiệu phương trình này là phương trình số 1 nhé. Nghiệm của phương trình 1 là x bằng pi trên 2 cộng với k
Kpi với K của chúng ta là các số nguyên. Thì các em thấy rằng cũng giống như phương trình sin x bằng 0, thì ở đây chúng ta chỉ cần cộng với Kpi thôi. Thì các em lưu ý rằng đặc biệt hai trường hợp này, sin x bằng 0 và cos x bằng 0, thì là cộng thêm với Kpi thôi nhé, chứ không phải là K2pi. Tương tự chúng ta cùng xem với ý B này. Các em cùng theo dõi. Ý B của chúng ta thầy ký hiệu đây là phương trình số 2. Cos x bằng 1/2 đúng không nào? Các em cùng xem với giá trị góc bằng bao nhiêu hay số đo của cung bằng bao nhiêu thì cos x bằng 1/2 nhé. Chúng ta cũng cần sử dụng đây là một đường tròn đơn vị đúng không nào? Trên đây là hai trục sin và trục cos. Chúng ta chỉ cần đây là trục cos thôi. Trên trục cos này, chúng ta sẽ lấy một điểm sao cho điểm H, sao cho độ dài của OH bằng 1/2. Thì đây chính là điểm H này. Sau đó chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục cos tại chính điểm đó, cắt đường tròn tại hai điểm đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ được hai góc, hai cung này có số đo bằng bao nhiêu? Hai cung này có số đo bằng pi trên 3 và bên dưới này là trừ pi trên 3. Bạn nào quên mất thì chúng ta có thể bấm là gì nhỉ? À, giống như sin chúng ta có thể bấm là phím shift này, cộng với cos và cộng với cái giá trị là 1/2. Thì chúng ta sẽ được kết quả là 60 độ là góc hoặc là số đo của cung bằng pi trên 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được điều gì? Tương đương với cos x bằng cos của pi trên 3 đúng không nào? Cos bằng cos, vậy nên thầy có thể viết cos x bằng pi trên 3, tức là x bằng pi trên 3 cộng với k2pi. X bằng pi trên 3 cộng với k2pi. Và thứ hai đó chính là x bằng trừ pi trên 3 cộng với k2pi. Với k của chúng ta là gì nhỉ? K của chúng ta là các số nguyên, được chưa nào? Hoặc là chúng ta sẽ không cần phải viết ở đây, chúng ta sẽ viết ở cuối cùng thôi, được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta được đây chính là nghiệm cuối cùng rồi đúng không nào? Vậy chúng ta không cần phải rút gọn thêm nữa. Chúng ta sẽ được đây là k là các số nguyên. Vậy chúng ta sẽ có một kết luận như sau. Vậy nghiệm của phương trình số 2 là x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng với k2pi với k của chúng ta là các số nguyên. Các em để ý này, x bằng pi trên 3 cộng với k2pi hoặc và x bằng trừ pi trên 3 cộng với k2pi, thầy sẽ viết gộm lại thành x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng với k2pi. Tương tự các em cùng theo dõi ý C nhé. Cos x bằng 1 đúng không nào? Ý C của chúng ta phương trình cos x bằng 1. Các em cũng có thể theo dõi lên trên đường tròn đơn vị này. Vẽ một đường tròn ra nháp. Chúng ta sẽ có trên đây chúng ta sẽ điền lên đây là trục cos đúng không nào? Cos x bằng 1 tức là a bằng 1, tức là trên trục cos chúng ta cần phải lấy một điểm H sao cho độ dài của đoạn thẳng OH bằng 1 đúng không nào? Thì đây chính là điểm H này, vì độ dài ở đây bằng 1 đúng không nào? Tại điểm này chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục cos. Thì các em thấy rằng đường thẳng này của chúng ta chỉ cắt đường tròn tại duy nhất một điểm thôi đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, tương đương với x sẽ bằng góc đầu tiên, đây chính là điểm này chính là góc 0 đúng không nào? Hoặc là 0 radian hoặc là 0 độ nhá. Thì ở đây thầy viết là 0 radian cộng với k2pi. Được chưa nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ được là 0 cộng với k2pi thì chính bằng k2pi. Và cuối cùng điều kiện của chúng ta là k phải thuộc z, được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình số 3. Vậy nghiệm của phương trình 3 sẽ là x bằng k2pi với k là các số nguyên. Được chưa nào? Thì các em có thể thấy rằng là cos x bằng 1 khá là giống với sin x bằng 1 đúng không nào?
cos x bằng 1 cũng chỉ có duy nhất một dạng nghiệm. Thế còn đối với ý D thì sao? Thầy sẽ ký hiệu phương trình ở ý D chính là phương trình số 4. Chúng ta cùng nhìn này. Đối với ý D là phương trình cos x bằng trừ 1, đúng không nào? Vậy thì các em cùng theo dõi này. Tiếp tục giống như ý C, trên trục cos chúng ta sẽ cần phải tìm ra một điểm H sao cho độ dài của đoạn thẳng OH bằng trừ 1, đúng không nào? Độ dài đại số của đoạn thẳng OH bằng trừ 1 nhé, các em lưu ý. Thì đây chính là điểm H của chúng ta, đúng không nào? Tại điểm này chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với trục cos. Thì các em thấy rằng đường thẳng này cắt đường tròn của chúng ta tại duy nhất một điểm, đúng không nào? Là tại điểm này. Vậy nên chúng ta cũng sẽ có phương trình cos x bằng trừ 1. Thầy xin lỗi, tại điểm này nhá. Và phương trình cos x bằng trừ 1 của chúng ta chỉ có một dạng nghiệm thôi. Đó chính là tương đương với x bằng điểm này, đúng không nào? Chính là điểm pi. Điểm pi. Và tất nhiên cần phải cộng với K2pi. Thì đây là dạng nghiệm duy nhất của phương trình cos x bằng trừ 1. Các em nhớ nhá, thầy đã ở đây là dạng nghiệm duy nhất chứ không phải là một nghiệm duy nhất. Thầy xin lỗi. Chúng ta có K của chúng ta là các số nguyên. Vậy nên chúng ta có thể có một kết luận là gì nhỉ? Vậy nghiệm của phương trình số 4 là x bằng pi cộng với K2pi. Với K của chúng ta là các số nguyên. Thế nào? Vậy thì theo các em cũng nhìn vào ví dụ này, chúng ta cũng có thể rút ra nhận xét về các trường hợp đặc biệt của phương trình cos x bằng A, như ở ví dụ A này, ví dụ C và ví dụ D đều là các ví dụ mà phương trình đó chỉ có một dạng nghiệm thôi, đúng không nào? Tương tự chúng ta cùng đến với ý D của ví dụ này. Và thầy sẽ ký hiệu phương trình ở ý D này là phương trình số 4 nhé. Cos x bằng trừ 1, ý D của chúng ta có như sau. Cos x bằng trừ 1 này. Vậy thì giống như ý C, đúng không nào? Chúng ta cùng nhìn lên trên đường tròn đơn vị. Chúng ta cần phải vế ở đây là giá trị của A bằng trừ 1, đúng không nào? Tức là trên đường tròn đơn vị, trên trục cos, thầy xin lỗi. Chúng ta cần phải tìm ra một điểm H sao cho độ dài đại số của điểm H này bằng trừ 1. Các em cùng nhìn này. Thì đây chính là điểm H của chúng ta, đúng không nào? Và tại điểm này chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục cos. Các em thấy rằng đường thẳng này cắt được tròn đơn vị của chúng ta tại điểm là pi, đúng không nào? Điểm mà có tại điểm này mà số đo của cung sẽ bằng pi, đúng không nào? Vậy nên chúng ta sẽ có như sau. Tương đương với x của chúng ta sẽ bằng pi cộng với K2pi. Các em có thể thấy là gì ạ? Đường thẳng này của chúng ta cũng chỉ cắt đường tròn tại đúng một điểm này thôi. Do đó nghiệm của phương trình cos x bằng trừ 1 chỉ có một dạng nghiệm, đó chính là x bằng pi cộng với K2pi. Và tất nhiên với K của chúng ta là các số nguyên. Được chưa nào? Và đây chúng ta sẽ có kết luận như sau. Vậy nghiệm của phương trình số 4 sẽ là gì nhỉ? Nghiệm của phương trình số 4 sẽ là x bằng pi cộng với K2pi. Với K của chúng ta là các số nguyên. Vậy thì ở đây cùng nhìn lại các ví dụ, các ý ở ví dụ số 3. Các em có thể thấy rằng ở ý A, ý C và ý D đều là các phương trình cos x bằng A chỉ có duy nhất một dạng nghiệm, đúng không nào? Vậy nên các em có thể thấy rằng thì chúng ta cũng sẽ có một lưu ý giống như lưu ý của phương trình sin x bằng A. Vậy thì rút ra từ phần ví dụ vừa rồi, chúng ta sẽ có lưu ý như sau. Trong một vài trường hợp đặc biệt, đó chính là với A bằng 1, A bằng trừ 1 và A bằng 0, thì phương trình cos x bằng A của chúng ta chỉ có duy nhất một dạng nghiệm thôi. Thì các em cùng xem lại, thầy đã tổng kết lại ví dụ vừa rồi này. Với A bằng 1 thì x của chúng ta sẽ có nghiệm bằng K2pi cộng với K thuộc Z. Còn trong trường hợp A bằng trừ 1 thì phương trình cos x bằng trừ 1 sẽ có nghiệm là x bằng pi cộng với K2pi với K thuộc Z. Còn trường hợp cuối cùng với A bằng 0, phương trình cos x bằng 0 có một dạng nghiệm, đó chính là pi trên 2 cộng với K pi nhé, cả lớp lưu ý này.
Chỉ có trường hợp cos x bằng 0 và sin x bằng 0 thì mới cộng với kp thôi. Còn trong tất cả các trường hợp còn lại đều là cộng với k2p nhé. Thì đây chính là nghiệm của ba trường hợp đặc biệt của phương trình cos x bằng a. Và để củng cố thêm cho các em về phần nội dung liên quan đến phương trình cos x bằng a thì ở đây thì có ví dụ số 4 như sau. Ví dụ số 4 này yêu cầu là giải các phương trình ở ý a, ý b, ý c. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem đối với từng ý nhé. Giải đối với ý a này, các em cùng xem cos 3x bằng trừ căn 2 trên 2. Nếu như các em có thể sử dụng máy tính đưa trừ căn 2 trên 2 trở thành cos của một góc nào đó hoặc là cos của một số đo, của một cung có số đo bằng bao nhiêu, thì chúng ta có thể đưa về cos của 3x bằng cos của alpha, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng đường tròn đơn vị để xem ứng với giá trị bằng trừ căn 2 trên 2 thì sẽ có các giá trị góc bằng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng máy tính, hoặc cụ thể hơn, đây chính là một trường hợp là một giá trị của một góc đặc biệt, đúng không nào? Do đó chúng ta có thể sử dụng bảng giá trị lượng giác đặc biệt. Chúng ta có được là cos của 3x thì bằng cos của trừ căn 2 trên 2 chính bằng cos của góc 3pi chia cho 4 này. Nếu như bạn nào vẫn chưa hình dung ra thì thầy sẽ vẽ đường tròn đơn vị lên. Trên đây là trục, hai trục được chưa nào? Và đây chính là trục cos của chúng ta. Giá trị trừ căn 2 trên 2 nó rơi vào khoảng chỗ này. Đây là trừ căn 2 chia cho 2. Đây là góc 0 độ này. Đây giá trị trừ 1 này. Và chúng ta sẽ kẻ vuông góc với trục cos, chúng ta sẽ được là đường thẳng đó cắt đường tròn tại hai điểm, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta có thể xem góc này bằng bao nhiêu, hoặc là số đo của cung từ điểm A đến điểm M, hoặc là từ điểm A đến điểm M phẩy. Thì chúng ta có thể thấy rằng số đo của cung AM thì bằng 3pi trên 4, hoặc là AM phẩy chính bằng trừ 3pi trên 4, đúng không nào? Vậy thì ở đây tiếp tục chúng ta sẽ tương đương với việc là 3x của chúng ta sẽ bằng 3pi chia cho 4 và cần phải cộng với k2pi, đúng không nào? Và dạng nghiệm thứ hai các em lưu ý này, cos thì đối, vậy nên chúng ta sẽ cần thêm một góc đối với góc 3pi trên 4, chính là góc trừ 3pi trên 4 cộng với k2pi. Vậy thì bây giờ này chúng ta cần phải rút gọn nghiệm hai nghiệm này lại, hai dạng nghiệm này, đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, thầy sẽ tương đương sang về bên này nhé. Tương đương với, chúng ta sẽ chia bảng một chút đi cho các em dễ nhìn. Tương đương với, để tìm ra được x, chúng ta cần phải chia cả hai vế của phương trình này cho 3, tức là x sẽ bằng pi trên 4 cộng với k2pi chia cho 3. Cả lớp lưu ý nhé, chia cả hai vế, tức là phải chia 3pi trên 4 cho 3 và cả k2pi chia cho 3 nữa nhé. Hoặc là x của chúng ta sẽ bằng trừ pi trên 4 cộng với k2pi trên 3. Và tất nhiên đó chính là điều kiện k của chúng ta là các số nguyên, được chưa nào? Khi có được hai dạng nghiệm của phương trình này, chúng ta sẽ kết luận vậy nghiệm của phương trình số 1, thầy sẽ ký hiệu phương trình ở A là phương trình số 1 này. Nghiệm của phương trình số 1 là x bằng pi trên 4 và trừ pi trên 4, thầy có thể gộp lại, đúng không nào? Cộng trừ pi trên 4 cộng với k2pi, với k của chúng ta là các số nguyên, đúng không nào? Thì các em thấy rằng giải phương trình cos x bằng a giống như phương trình sin x bằng a thôi. Chúng ta cùng xem ý B nhé. Ý B, phương trình của chúng ta là gì? Cos x bằng 1 phần 3. Thì các em có thể nhìn thấy ngay cái phần nội dung này thầy đã viết lưu ý ở trong phương trình sin x bằng a rồi, đúng không nào? Là nếu như giá trị a này mà không nằm trong các giá trị trong bảng giá trị lượng giác đặc biệt, hoặc là khi bấm shift cộng với phím cos cộng với cái giá trị 1 phần 3 đó, chúng ta thu được kết quả là một kết quả không được đẹp như kiểu là tròn góc hay là đơn vị là pi chia cho bao nhiêu đó,
thì chúng ta sẽ đưa cái 1/3 lại thành arc cos, đúng không nào? Chúng ta sẽ được thành là gì nhỉ? Nghiệm ở đây chính là x sẽ bằng arc, đọc là arc cos của 1/3, và tất nhiên vẫn là cộng với k2pi. Và nghiệm thứ hai, dạng nghiệm thứ hai đó chính là x bằng trừ arc cos 1/3 cộng với k2pi. Arc cos này đọc là arc cos 1/3, và tất nhiên điều chúng ta phải có là k là các số nguyên, đúng không nào? Vậy nên chúng ta sẽ có một kết luận ở đây là gì? Vậy x bằng cộng trừ arc cos của 1/3 cộng với k2pi, với k là các số nguyên. Thầy sẽ ký hiệu đây là phương trình số 2 nhé, là nghiệm của phương trình 2. Của phương trình số 2. Hoặc là chúng ta có thể kết luận giống như bài trước, đều là như nhau cả. Nghiệm của phương trình số 2 là x bằng cộng trừ arc cos 1/3 cộng với k2pi với k thuộc vào z. Chúng ta cùng xem với ý C của ví dụ số 4 nhé. Các em thấy rằng ý C của phương trình số của ví dụ số 4 này khá là đặc biệt. Nó lại có sự xuất hiện của góc 60 độ, đúng không nào? Tức là yêu cầu của bài này chúng ta phải sử dụng đơn vị là độ. Chúng ta có đây là cos của x cộng với 60 độ thì bằng căn 2 chia cho 2. Đúng không nào? Vậy thì trước hết chúng ta cần phải xem căn 2 trên 2 bằng cos của góc bao nhiêu độ, đúng không nào? Thì các em có thể sử dụng đường tròn hoặc là sử dụng máy tính bấm shift cos của căn 2 trên 2. Chúng ta sẽ được kết quả bằng góc 45 độ, đúng không nào? Chúng ta sẽ có tương đương với cos của x cộng với 60 độ bằng cos của 45 độ. Và theo như lưu ý thứ hai của chúng ta sẽ có hai phần góc này là bằng nhau, đúng không nào? Tương đương với x cộng với 60 bằng 45 độ cộng với K360 nhé, cả lớp lưu ý. Nếu như đã có một đơn vị là độ rồi thì tất cả những phần còn lại chúng ta cũng phải sử dụng đơn vị là độ. Nghiệm, dạng nghiệm thứ hai đó chính là x cộng với 60 độ bằng nghiệm đối của 45 độ, tức là trừ 45 độ cộng với k nhân với 360 độ. Bây giờ thầy sẽ rút gọn lại nghiệm của phương trình này sang về bên này nhé. Các em cùng nhìn này, tiếp tục tương đương này, chuyển 60 sang đây, chúng ta sẽ được là 45 thì đi 60, tức là x bằng trừ 15 độ, đúng không nào? Cộng với k nhân với 360. Và thứ hai đó chính là chuyển 60 độ sang về bên này, tức là trừ 45 độ trừ đi 60, thì chúng ta được x bằng trừ 105 độ cộng với k nhân với 360. Và lúc này k của chúng ta là các số nguyên. Đến đây thì chúng ta có thể kết luận nghiệm của phương trình rồi, đúng không nào? Vậy nghiệm của phương trình, thầy sẽ ký hiệu phương trình ở ý C là phương trình số 3. Vậy nghiệm của phương trình số 3 sẽ là x bằng, các em lưu ý ở đây chúng ta không gộp được, đúng không nào? X bằng trừ 15 độ cộng với k nhân với 360 độ, và x bằng trừ 105 độ cộng với k nhân với 360. Tạm thời thì ở buổi học ngày hôm nay chúng ta chỉ đi tìm hiểu nội dung về hai phương trình sin x bằng a và cos x bằng a thôi. Còn hai phương trình lượng giác cơ bản đó chính là tan x bằng a và cotan x bằng a thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể ở bài học tiếp theo nhé. Thì sau bài học ngày hôm nay, thầy có giới thiệu về cách giải phương trình sin x bằng a, cos x bằng a cũng như là lưu ý về hai dạng phương trình này. Thì thầy hy vọng rằng thông qua buổi học ngày hôm nay, các em có thể làm được các bài tập trong sách giáo khoa cũng như là sách bài tập. Và nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì các em hãy để lại ở dưới phần bình luận nhé. Thầy sẽ trả lời ngay khi có thể. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.